Mến chào cô chú và các bạn. Happy July 4 weekend. Gia đình ai nấy cũng sẽ có một tuần lễ nghỉ thứ hai và thứ ba. Như vậy thì cả nhà ai cũng sẽ được đi chơi, đoàn tụ, ăn uống vui vẻ. Còn hôm nay đó mình sẽ nói về một hành trình đi chơi xa của gia đình của mình mỗi năm chọn lựa nơi nào sẽ đi. Thí dụ như đi Hawaii, Cancun, nhưng năm nay mình sẽ đi road trip, đi xuống thăm con trai của mình ở hướng miền Nam Cali, đó là Corona. Từ miền Bắc Cali đi xuống miền Nam Cali, mình có thể đi nhiều freeway khác nhau, thí dụ như là 101 thì mình sẽ thấy được nhiều bãi biển rất là đẹp. Còn nếu như mình đi đại lộ 5 thì dĩ nhiên mình sẽ qua một cái đồi núi không có gì đẹp cả. Nhưng đặc biệt hôm nay đó, mình sẽ đưa cô chú và các bạn cùng đi chơi với mình, đi một đoạn đường. Mình sẽ đi từ hướng Bắc về hướng Nam là đại lộ 101 hướng sau. Và sau đó đó thì mình sẽ bắt ngang đại lộ 46 về hướng West. Sau khi mình đã ra đại lộ 46 rồi thì dĩ nhiên mình sẽ bắt qua đại lộ 5 về hướng miền Nam Cali. Nhưng đoạn đường này nó có cái gì đẹp, có cái gì lạ thì mình chia sẻ để rồi cho cô chú và các bạn có thể đổi cái hành trình mình đi như thế nào, nhìn được cảnh đẹp hơn. Đại lộ 101 á, từ miền Bắc đi xuống miền Nam đó thì mình có thể đi ngang nhiều cái bãi biển. Mình có đi thẳng xuống Los Angeles rồi đến những cái thành phố Santa Ana, Westminster. Còn nếu như mình cũng đi 101 rồi bắt vô đại lộ 46 thì sẽ ghé qua một cái nơi gọi là đẹp, phải nói rất là đẹp. Ăn uống thì có nhiều món ngon, mỗi khi gia đình mình đi chơi đều tấp vào đại lộ 46 để rồi tiếp tục đi trên đại lộ 5. Nếu như không có muốn đi đại lộ 101 xuống luôn tới Santa Ana hay là Westminster. Sau đi đã ngừng rồi đó, thì đặc biệt nha, mình chia sẻ cái này. Mỗi khi mình vào những cái chỗ mà mình nghĩ đó, người ta có bán những cái loại kẹo, những loại bánh của người Mỹ. Có hai loại mình lúc nào cũng ăn gọi là Snowball, đã 40 mấy năm rồi. Hỡi đi road trip lúc nào mình cũng ghé vào mua. Bây giờ mình sẽ đi ra đại lộ 46. Trên đoạn đường này đó thì mình sẽ thấy có rất là nhiều khu vườn người ta trồng nho. Mình có thể đến đây uống rượu nè, rồi xem cảnh. Người ta có một cái tour chở mình đi hết một cái vòng chỗ mà những cái hầm người ta chứa rượu cho mình xem. Gia đình mình cũng đã đi rồi, cảnh rất là đẹp. Đặc hơn biệt hơn nữa đó là cái chỗ này đó có một cái nơi gọi là người ta bơm dầu oil well, là một cái nơi có nghĩa là có dầu ở dưới lòng đất người ta mới lấy lên. Mình chỉ biết nói như vậy thôi, còn nói thêm đó thì mình cũng không có rành. Nhưng cái quan trọng á, mỗi khi mình đi ngang đây mình rất là thích, thích vô cùng luôn. Cả nhà đi thì lúc nào cũng không có muốn là vội vàng, hỡi thích đi thì lái xe đi, còn không thì cả nhà sẽ ngừng lại ngắm cảnh rồi tiếp tục đi. Cho nên mỗi cái hành trình đi như vậy đó, gia đình mình sẽ đi hồi lúc 6 giờ sáng. Nếu nói đến Corona thì có phải là 4-5 giờ chiều, không phải là đường đi xa mà mỗi lần đi là ngừng nơi nào mà gia đình thích ngừng. Mình á, thì thích ngừng những cái nơi mà relax, gọi là xuống từ từ, khi nào thích thì leo lên xe đi tiếp. Bởi vì lớn tuổi rồi, không có muốn đi một hơi xuống dưới Los hay là tới Corona. Cho nên thời gian mình đi cũng từ từ. Nhưng phải nói như thế này, làm gì làm, đi như thế nào cũng vậy. Đến Los Angeles là bắt đầu phải bị kẹt xe rồi. Cho nên thời gian đi xuống dưới này, việc đầu tiên là gia đình mình sẽ đến một cái quán ăn để chia sẻ cùng với cô chú và các bạn món này ăn ở đâu, ngon như thế nào. Đó là một cái quán gọi là Nghiêm Mì Gõ. Quán này phải nói là không có lâu lắm đâu, nhưng người Việt Nam mình á, bây giờ mà ai xuống Los á, ở Westminster thì cũng sẽ biết cái quán này.
Cô này đó là cô chủ, còn trẻ, rất là dễ thương, niềm nở. Khách vào lúc nào cô cũng cười, dù mệt cách mấy, cô cũng nói chuyện rất là dễ thương. Đặc biệt ở đây á, khi mình vào ăn á, món nào là ngon nhất, mình chỉ nói theo cách mình ăn và cách mình nhìn thấy, món nào cũng ngon hết. Cho nên mỗi khi gia đình mình xuống đây đó là phải ăn một lần, nhiều lúc á phải ăn hai lần luôn. Mình đã ăn thử qua cái món là bún bò Huế, phải nói rất là ngon, bởi vì cô là người Huế, nấu món nào cũng ngon hết. Đặc biệt khi mình đến đây ăn á, thì cô chú và các bạn nhớ mua thêm một phần là xương ống, bởi vì một tô xương ống rất là ngon, đáng đồng tiền. Ông xã thì ăn mì, con trai cũng ăn mì, cháu ngoại cũng ăn mì, còn mình đó hả thì lại thích ăn bún bò Huế hơn. Bởi sao? Ăn mì thì mình cũng đã ăn nhiều lần rồi, còn bún bò Huế đó dĩ nhiên là mình nấu ở nhà ăn cũng ngon lắm, nhưng khi đến đây rồi đó thì lại thích ăn món của cô chủ này nấu hơn, bởi vì cô chủ nấu rất là ngon, đậm đà. Ăn một tô thì dĩ nhiên mình muốn ăn thêm một tô thứ hai nữa. Gia đình mình đi đó, tổng cộng là 7 người đi xuống thăm con trai, cho nên từ từ đi, từ từ ăn. Đặc biệt ở trong quán Nghiêm Mì Gõ này đó, có một món gọi là chè. Chè này phải nói là chè đậu ván. Chưa bao giờ mình được ăn một món chè phải nói là ngon như vậy. Ở San Jose của mình có rất là nhiều tiệm chè, nhưng phải nói như thế này, chè cô nấu không có ngọt, mà cái đậu ván đó hay một điều á là không có bể nha. Phải nói là như vậy, cái đậu á hả phải ngon, còn nước dừa hả không có ngọt mà béo béo. Cho nên mỗi lần tới đây á ai cũng phải ăn chè. Nhiều lúc á hả cô nói hết chè rồi đó, khách buồn lắm. Cho nên bây giờ cô nói hả làm gì làm, cô lúc nào cũng nấu cho đủ cho khách ăn, nhưng mà đến chiều tối thì hết, không có để qua ngày mai. Những món ăn mà ở nhiều nhà hàng ở miền Nam Cali, mình sẽ từ từ chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Đi đến một cái tiệm bán nước mía thì thấy trước cửa có bán rất là nhiều loại cây ăn trái, mình lại ngứa tai ngứa mắt nữa rồi, quay một cái xem thử coi giá cả người ta bán như thế nào. Phải nói một điều, cóc, xoài, ổi, mặn, chôm chôm, tất cả đều là những loại cây mà người ta ghép. Như vậy thì những cây này mình mua về, thời gian là bao lâu sẽ cho trái, nhưng khi mình nhìn vào thì mình đã thấy có hoa rồi. Lại đi đến một cái tiệm nữa, đó là chợ Tam Bin. Một cái tên phải nói rằng là nhiều khi mình không có nhớ, nhưng đây là một cái tiệm mà mình thường đến đây mua như là cháo lòng, đồ lòng. Đặc biệt mình đến đây một món mà không thể nào mình bỏ qua, nhưng mình phải đi vào sớm, trễ quá thì cô không còn nữa, đó là bánh tiêu. Bánh tiêu thật là tuyệt vời, rất là ngon. Có lần mình mua về bỏ tủ đá, đem ra mình nướng trở lại, nhưng không ngon. Nếu mà mình mua ăn thì ăn tại chỗ, còn mua về bỏ tủ đá thì không nên. Còn tất cả những đồ lòng, những món ăn mà đã sắp xếp để mà mình mua về ăn cùng với gia đình, giá cả mình thấy cũng không có mắc. Mỗi một phần ăn là 30 đồng. Đặc biệt hơn là món bò lá lốp nè, chả giò. Mình thường mua về để vào tủ đá, khi nào ăn thì mình lấy ra nướng. Một phần 100 cái hay là 50 cái, mình không nhớ là bao nhiêu tiền, nhưng phải nói giá cả thì không có mắc. Sau khi ăn uống xong xuôi no nê rồi, bây giờ cả nhà sẽ lên xe đi về nhà con trai. Từ ở Westminster Santa Ana đó, đi về nhà con của mình là khoảng thêm là 30 phút nữa. Đó là Corona, một cái thành phố phải nói rất là đẹp. Vô tình đi xuống đây đi mua nhà, tìm được căn nhà thích quá cho nên mua. Con đi làm mỗi ngày không có thấy xa, bởi vì nói như thế này, ở đâu mà mình cảm thấy thoải mái sau khi công việc đi làm về. Thời gian thì con không cần phải đi làm sớm, muốn đi thì đi, muốn về thì về, bởi vì con có một công việc riêng biệt, đó là làm cái nghề xăm. Nếu ai thích xăm đó hả thì hỏi mình đi, con mình xăm là mấy chục năm rồi đấy nha. Con mình làm ở một cái nơi phải nói là ở đâu ta, để rồi mình biên cái địa chỉ ha, mình cũng không nhớ lắm.
bây giờ đã đến nhà con trai của mình rồi. Nơi này phải nói là chợ búa nè, tiệm tùng, cũng có tiệm Việt Nam, cũng có chợ Việt Nam và cũng có tiệm phở, để hôm nào mình đi ăn rồi quay cho cô chú và các bạn thấy. Từ ở Corona tới Riverside thì cũng không có khó, không có xa. Nếu ai ở Riverside thì có lẽ sẽ biết được Corona. Đây là cái nhà của con trai của mình. Khi bước xuống á, thì lúc nào mình cũng tìm nhất là cái cây lụ. Cây lụ này gọi là cây lụ bạch, trái rất là nhiều, thật là to. Nhưng khoảng tháng 11, tháng 12 thì mới ăn được, bởi vì tháng đó thì trái lụ nó mới chín. Nhìn á, thì thấy nó không có đẹp nha, nhưng mà thật sự á, khi mà nó có cái màu trắng chánh á, thì nó ăn ngon lắm. Vì vậy cho nên nếu như cô chú và các bạn nào thích trồng cây lụ thì nên tìm cái loại lụ gọi là lụ bạch, nó màu trắng, cũng không có khó tìm lắm đâu. Mình vô cái vườn người ta bán, mình hỏi cái loại lụ mà nó màu trắng trắng là được rồi. Đi cả ngày mệt mỏi vậy đó mà con trai cần cái gì làm là ông xã mình làm liền. Như vậy là một ngày hành trình cả nhà đi trên một chuyến xe từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều mới đến nhà. Như video đến đây thì cũng đã dài. Mến chúc cô chú và các bạn cuối tuần lễ July 4 weekend vui vẻ bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cô chú và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình, xin cho một cái subscribe, like và share. Và đừng quên cho mình vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Sẽ cố gắng trả lời những câu thắc mắc, nếu không thì mình cũng sẽ làm một cái video để rồi cho mọi người hiểu rõ hơn, để chia sẻ hành trình mình sẽ làm gì những ngày kế tiếp. Xin đón xem. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều. Hẹn lại video kỳ sau.